Xin mến chào các bạn ha. Hôm nay Nhã tiếp tục ra đồng thì nhìn thấy cái cảnh nè, có một chiếc máy cày màu đỏ. Nó đang chạy cái góc đó. Mình cũng muốn ghi hình cho các bạn xem ha. Máy cày gì đây? Ồ, con này còn mới các bạn ơi. Nước sơn này nó còn mới. Không biết giá cả nó làm sao ha. Để có dịp nha. Hỏi với anh chủ máy cày xem giá như thế nào. Để các bạn muốn mua đầu tư thì mua ha. Đó nè, nó đang chạy nè. Còn nhìn nước sơn còn đẹp quá các bạn. À, cái dòng này hình như là Massey Ferguson MF các bạn ơi. Đó nè. Cái dòng qua đây hết à. Dòng MF Massey Ferguson chạy qua bên đây. À, nó gắn cái vàng gì ở sau nè các bạn. Ô, nó ra cái cuộn gì á. Ủa, cái cuộn gì á các bạn ơi, chứ không phải là gì lúa nha. Nhìn còn đẹp quá, nhìn còn đẹp quá các bạn. Ô, wow, nâng lên nó chạy qua đây luôn hả. Wow, wow, đẹp quá các bạn. Ô, này tới bên đây luôn, qua luôn hả. Cái gì? Đi đâu vậy? Ồ, nó đi đâu nữa các bạn? Ồ, nó đi ra ngoài luôn. Mẹ ơi. Wow. Qua luôn, bừa luôn con. Ôi, MF chạy đường sinh. Ồ, hay quá. Nó bừa luôn các bạn. Tới luôn. Wow, đẹp quá. Giờ là ha. Giờ là gì ta? Ồ, cái này như bốn máy các bạn. Chạy vô đường tôi chết tôi về. Đi luôn, chết luôn. Đợi tôi lại không đủ. Ồ, anh Vũ nè, Vũ đứng đây. À, đẹp quá. Cái cày đẹp quá. Cày này còn mới hả anh Vũ? Cái này cũng xài kỹ nè. Ồ, con này còn đẹp quá các bạn ơi. Massey Ferguson 165. Đó, các bạn thấy không? Một vòng cho các bạn xem ha. Nó đẹp quá. Wow. Dáng em kìa. Wow. Bốn máy các bạn. Nhìn còn mới. Đó các bạn, bốn máy ha. Đó, để là Massey Ferguson. Đó, và chỗ này là cái máy nha. Con này cái bánh của nó nhiều ta. Ồ, không thấy số luôn các bạn ơi, nó bị sình á. Nước sình nên không thấy số luôn. Các bạn kia mới thấy quá. Wow, máy cày đi cuốn không phải rôm nha, mà vỏ đậu. Để Nhã đi qua đầu bên kia cậu thử coi. Đi qua đầu bên kia. Ồ, có logo nữa luôn các bạn. Mình thấy không, rất là đẹp ha. Máy cày MF Massey Ferguson
Ôi cái vàng kìa. Wow, đẹp quá. Tay lái này nè các bạn. Đó còn luôn. Các bạn thấy không? Không thấy số luôn các bạn ơi. Thì đánh cái vàng nó cái sợ. Ga lăng. Nó xài cái hiệu là ga lăng ha. Cái vàng này vàng cuốn. Ga lăng của Nhật các bạn ơi. Nè có để nè. Cái gì Hokkaido, Japan. Japan là Nhật đó các bạn. Các bạn thấy không? Cái vàng cuốn ha. Wow. Nó đẹp. Ồ vậy sao quá. Ồ cản mấy cài cản đường các bạn ơi. Đường mấy cái anh này cho đi đây. Các bạn thấy không, cảnh mấy cài xuống tên lên. Wow. Dữ dằn ha. MF165 165 đó các bạn. Còn mới ha. Ủa con này có 200 không anh? 155 cái đầu. 155 cái đầu hả? Rồi muốn quay chắc chứ mấy bạn mừng giờ quay lại đây quay chắc rồi. Rồi vậy cái này có 155 triệu à. Cái đầu là mua 155 nữa các bạn. 155 triệu. Cuốn 100 đó là 255 triệu. Các bạn có thể hành nghề ha. Đó, nó chạy các bạn. Đẹp quá, ngã xuống nè. Nó có cái bánh á. Anh chạy kỹ quá ha. Mình còn mới cáo. Rồi, anh chạy về đấy các bạn. Rồi ra. Wow, đẹp quá. Đẹp quá anh ơi. Wow. Đó, các bạn thấy không? Cặp cái đường kênh là đẹp nhất luôn. Nhảy xuống là cái tổng luôn á. Giờ có lẽ là anh về nghỉ trưa. Đó, cặp cái đường bờ kênh ha. Ở xứ Tây Ninh. Cặp cái đường kênh. Nước nôi đã luôn. Các bạn thấy không, cái đây đó các bạn là cái mùa đậu phộng nha, mùa đậu phộng xuống trên đất. Ê dạ yeah. Xung theo anh cho các bạn xem cảnh đây rất là thơm mộng luôn. Wow. Bởi vậy ở Tây Ninh đó các bạn, nó có những cái con kênh như thế này nè, kênh nước ngọt hết nha. Ở trong lòng hồ Dầu Tiếng á, họ chảy ra, xả nước ra, nên là không bao giờ thiếu nước ha, rồi không lo bị nước mặn luôn. Đó, cảnh hai bên thì người ta trồng đậu phộng với lại là hình như là nhãn nè, nhãn bên đây có trái rồi. Nè các bạn, đây có nhãn ha, nhãn. Đó. Nhãn ở đây. Đó, đậu phộng. Còn đây có đấm bắp. Đấm bắp nè các bạn. Đi đi. Hay ra quán nước nằm luôn. Đó, anh Vũ ha, anh rủ đi kiếm chỗ nghỉ trưa các bạn. Trời nắng chang chang luôn. Nhưng mà hai anh em ha, cũng cố gắng rất là nhiều để mà quay phim lại những cái cảnh máy cày xứ Tây Ninh đủ các kiểu, máy lớn máy nhỏ này nọ cho anh em mời máy cày
xem ha, cho vui, giải trí sau những ngày vất vả cô chú bác. Rồi nha, cảm ơn rất nhiều ha, chúc cô chú anh chị mạnh khỏe nha, bye bye, hẹn gặp lại.